Hello, chào mừng bạn đã quay trở lại. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn về một vài cái mẹo setting sẽ giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng Avatar 2 của bạn hơn rất là nhiều. Và những cái mẹo setting hôm nay sẽ tập trung vào cái phần hiển thị trong cái kính Google 3 sao cho thuận tiện nhất khi mà chúng ta sử dụng chung với máy. Và hãy cùng tìm hiểu nhé. Nếu đã tìm hiểu hoặc sử dụng FPV drone thì chắc là bạn cũng biết là chúng ta sẽ cần sử dụng thêm với một cái kính bảo hộ như thế này để quan sát thông qua chiếc drone. Và riêng đối với DJI Avatar 2 thì sẽ tích hợp với phiên bản kính Google 3 mới nhất. Cái điểm đặc biệt nhất ở Google 3 theo mình là nó có hai camera phía trước cho phép chúng ta quan sát môi trường xung quanh mà không cần phải mất công tháo kính ra. Bình thường khi đeo kính thì chúng ta sẽ quan sát thông qua drone và nếu bạn gõ hai lần vào bên trái kính thì sẽ nhìn thấy xung quanh. Nhưng mà khi làm thế thì toàn bộ hiển thị trong kính sẽ chỉ hiển thị nguồn cấp dữ liệu từ camera phía trước thôi. Chúng ta sẽ không đồng thời quan sát cả hai hình ảnh từ kính và drone được. Vậy thì trong setting, nếu bạn chọn mục Display, kéo xuống bật tùy chọn Enable Real View Picture in Picture thì bây giờ bất cứ khi nào bạn gõ hai lần vào kính thì màn hình sẽ hiển thị môi trường xung quanh và ở góc trên bên trái thì sẽ cùng lúc hiển thị tầm nhìn từ drone nữa. Khiến cho tính năng này rất tiện vì bạn có thể quan sát cùng lúc tầm nhìn từ kính và drone cùng một lúc, giúp chúng ta linh hoạt và dễ quan sát hơn rất nhiều. Khi bay Avatar 2 ở những nơi hẹp hay là bay xuyên qua khoảng trống giữa các vật cản thì có thể đôi khi bạn cảm thấy khó để điều hướng và căn sao để cho drone bay xuyên qua được giữa khoảng trống thì sẽ có một cái phần setting khi mà bật lên sẽ giúp bạn luồn lách dễ dàng hơn, thì đó là center point. Bạn hãy vào phần setting trong camera, sau đó kéo xuống bật tùy chọn center point lên. Bây giờ bạn sẽ có một cái tâm hình dấu cộng ở giữa màn hình và với cái tâm này thì việc điều hướng drone sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Và có một cái phần setting nữa mà mình khuyến khích các bạn bật lên, đó là cái phần grid line. Thì cũng giống như các thiết bị camera khác, cái phần grid line của Avatar 2 này thì cũng có công dụng là giúp chúng ta căn chỉnh khung hình sao cho đúng tỷ lệ và cũng sẽ giúp điều hướng bay của drone dễ dàng hơn một chút nữa. Grid line sẽ nằm trong phần camera setting bên trên center point. Ở đây chúng ta sẽ có 3 tùy chọn. Đầu tiên là hai đường kẻ chéo với nhau tạo thành hình chữ X. Lựa chọn thứ hai là các đường kẻ chia khung hình theo tỷ lệ 1/3. Và cuối cùng là kết hợp giữa tùy chọn 1 và 2. Với cá nhân mình thì mình thích để tùy chọn 2 cho giống với các thiết bị camera khác vì mình đã quen nhìn như vậy rồi. Nếu để ý thì bạn sẽ thấy trong mặt kính sẽ có một cổng cắm thẻ microSD. Cắm thẻ vào đây thì sẽ cho phép chúng ta ghi lại hình ảnh hiển thị ở trong kính mà bạn nhìn thấy. Mình nghĩ rằng đây là một tính năng rất hay và đặc biệt với những ai mà muốn làm nội dung hướng dẫn về Avatar 2, ví dụ như mình. Hoặc là mấy người muốn chứng minh rằng đây là cái cảnh quay của mình. Bởi vì cái footage được quay trong kính này có thể hiển thị được cả thông số và cả chế độ của máy nữa. Hoặc là trong một vài cái trường hợp không may nào đó, nếu mà drone của chúng ta bị đâm hoặc cái hỏng hóc gì đó mà chúng ta không thể khôi phục được những cái thước phim đã quay thì bạn có thể dùng cái tính năng này để có một cái file quay ở độ phân giải thấp hơn để backup rồi. Để đảm bảo đã bật tính năng này, bạn hãy vào setting, chọn mục camera, kéo xuống cuối và chọn Advanced Camera Setting. Sau đó, trong mục Record With, hãy chọn Both. Bên dưới mục Record With, bạn sẽ thấy có một tùy chọn là Camera View Recording. Đây là tùy chọn để bạn quyết định xem có hiển thị các phần thông số của drone trong file quay từ kính Google hay không. Nếu bật tùy chọn này, các file quay từ kính Google sẽ hiển thị cả thông số là chế độ bay, thời lượng pin còn lại và các thông số khác. Rất phù hợp với những bạn nào mà muốn làm video hướng dẫn bay hay hướng dẫn thao tác trên máy. Còn nếu bạn chỉ muốn có một file backup thôi thì có thể tắt tùy chọn này đi. File quay trong kính Google 3 sẽ không có các phần thông số nữa. Không giống như các dòng flycam truyền thống, thường bay rất là chậm và mượt, thì FPV drone được thiết kế để chúng ta bay nhanh và đôi khi thực hiện một vài cái pha cậu gấp nữa. Chính vì vậy nên cái hình ảnh mà bạn nhìn thấy trong kính sẽ khá là rung lắc, có thể gây khó chịu với những ai chưa quen. Tuy nhiên, hãng DJI cũng đã nhận ra điều này và trang bị cho Avatar 2 tính năng chống rung điện tử, có thể giảm thiểu độ rung lắc đi rất nhiều. Để bật tính năng này, bạn hãy vào setting, chọn camera và kéo xuống phần EIS. Bạn có thể chọn chống rung Rocksteady hoặc Horizon Steady tùy theo nhu cầu. Và bây giờ thì hình ảnh từ drone Avatar 2 chuyển về kính Google 3 sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Và điều này cũng rất hữu dụng cho những ai muốn quay lại những hình ảnh ở trong kính, đem đến chất lượng hình ảnh tốt hơn khi chúng ta ghi lại màn hình như mình vừa hướng dẫn ở trên. Ok, hy vọng là những cái phần setting mà mình vừa chia sẻ sẽ hữu ích và có thể nâng cao cái trải nghiệm sử dụng Avatar 2 của bạn hơn nữa. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin chào và hẹn gặp lại.